Ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 vừa qua, nước sông dâng cao đã làm cho khu vực thôn Đồng Dâu của huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập trong nước. Nhiều điểm mực nước sâu đến 2 mét, người dân đã phải dùng thuyền để di chuyển. Nhà cửa hoa màu của gần 100 hộ dân thôn Đồng Dâu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn đang chìm trong biển nước. Tình trạng ngập lụt đã kéo dài suốt gần một tuần nay. Nhiều khu vực trong thôn mực nước sâu lên hơn 2 mét. Những chiếc thuyền đã trở thành phương tiện đi lại chính của người dân. Người dân đã phải chèo thuyền đi chở nước sạch về phục vụ sinh hoạt. Nhiều diện tích lúa của người dân cũng chìm trong nước. Nếu tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục tái diễn, người dân có thể sẽ phải cấy lại. Để cứu lấy đàn vật nuôi trước cảnh ngập lụt, bất đắc dĩ nhiều hộ dân đã phải đưa gia súc gia cầm lên nhà để ở cùng. Hiện nay, huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, mưa lũ đã làm thiệt hại về người và tài sản. Ghi nhận đã có 2 người chết do bị nước lũ cuốn trôi tại các huyện Quốc Oai và Chương Mỹ. Ngập lụt diện rộng vẫn đang xảy ra tại một số khu vực. Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố đã có công văn khẩn gửi đi 4 huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7 vừa qua, theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An đã vừa có báo cáo kết quả việc kiểm tra vụ cá chết bất thường ở suối Bắc, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Kết quả quan trắc nguồn nước ở suối Bắc ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An sau khi doanh nghiệp xả thải trái phép ra môi trường khiến cho cá chết bất thường, cho thấy là 5 trên 8 thông số đã vượt quy chuẩn cho phép. Kết quả phân tích cho thấy mẫu nước tại điểm khu vực Hang Cát Sô thải ra đầu nguồn suối Bắc so sánh với giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người đã có 5 trên 8 thông số vượt quy chuẩn. Trong đó thì amoni vượt 1,71 lần, arsen vượt 5,4 lần, cadimi vượt 18,56 lần, mangan vượt 23,7 lần, sắt đã vượt 16,34 lần. Một số thông số vượt quy chuẩn cho phép là một trong các nguyên nhân làm ô nhiễm của nước mặt ở khe suối tại thời điểm lấy mẫu. Theo Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Nghệ An, chỉ ra nhiều tồn tại tại mỏ Thiếc và yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Thà An thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố và nhất là tại các bãi thải quặng đuôi, công trình xử lý nước thải từ quá trình khai thác chế biến quặng thiếc. Trước đó vào đầu tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp cũng đã xử phạt công ty này 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã khiến cho nhiều vườn sầu riêng tại hai huyện Krông Năng và Krông Park, tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại hàng trăm trái sầu riêng đang chờ ngày thu hoạch đã bị rụng, nhiều cây cũng đã bị gãy cành. Theo đó, vườn sầu riêng của gia đình chị Lương Thị Khánh Ninh ở thôn Bắc Trung, xã Ea Tân, huyện Krông Năng đã bị rụng hơn 3 tạ trái, hơn chục cây đã bị gãy cành. Được biết, huyện Krông Năng có hai xã là Ea Tân và Ea Tó là bị thiệt hại nhiều sau cơn mưa đêm qua. Còn ở huyện Krông Park, sáng nay, nhiều hộ dân đã gom sầu riêng bị rụng đêm qua để nhập bán cho thương lái để làm kem. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại từ các địa phương, nhưng nhìn những sọt trái còn nguyên cuống dài có thể thấy sự thiệt hại không nhỏ từ các nhà vườn. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Gen ADN Liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân của liệt sĩ đã chính thức được ra mắt. Việc xây dựng Ngân hàng Gen cho liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ không chỉ mở ra hy vọng cho hơn 300.000 gia đình người có công, mà còn là niềm mong mỏi của nhân dân cả nước rằng tương lai không xa, tất cả các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sẽ được quy tập và xác định được danh tính. Phương pháp giám định bằng ADN được coi là cốt lõi nhất là với hài cốt thiếu thông tin, không thể định danh bằng phương pháp thực chứng. Phương pháp giám định ADN đã được triển khai gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết quả đã so sánh đối khớp được hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân liệt sĩ. Tại Hà Nội, trong ngày 27 tháng 7, Bộ Công an và Công an thành phố đã lấy mẫu của thân nhân 16 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi gia đình liệt sĩ thu nhận 2 mẫu của thân nhân để đưa vào Ngân hàng Gen ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 đã đặt mục tiêu tìm kiếm và quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, nâng cao năng lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giám định ADN và trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu gen.
Thưa quý vị, viêm da do tiếp xúc với côn trùng là bệnh da liễu thường bùng phát từ tháng 6 cho đến tháng 10 hàng năm và nguyên nhân là sau vụ thu hoạch lúa hoặc là mùa mưa làm ngập ruộng khiến cho bướm này, kiến ba khoang không còn chỗ trú sẽ bay vào nhà và phòng ngủ, phòng tắm và đặc biệt là ban tối khi mà tắt điện sáng thì bướm sẽ bay vào. Đồng thời thì đây chính là thời điểm mà mùa mưa ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng phát triển hoạt động mạnh và gây ra tình trạng là viêm da tiếp xúc. Vâng ạ, viêm da tiếp xúc do côn trùng ban đầu thường không nguy hiểm và khiến cho nhiều người chủ quan. Tuy nhiên nếu không được điều trị đúng cách, tình trạng viêm sẽ ngày càng lan rộng và nặng nề. Đặc biệt hiện nay ở các vùng nông thôn, người dân có thói quen là đắp các loại lá cây hoặc là tự ý mua thuốc bôi, khiến cho bệnh nhiều khi trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vâng ạ, vậy thì khi mà bị viêm da tiếp xúc thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào và dấu hiệu nhận biết cũng như là phân biệt viêm da tiếp xúc với các bệnh lý khác sẽ ra sao? Và để có được hiểu rõ hơn về các vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã mời đến trường quay bác sĩ Trần Thế Mai Anh, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin kính chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, và trước khi đến với những chia sẻ của bác sĩ Mai Anh, mời quý vị cùng đến với một ghi nhận tại Đồng Nai về tình trạng viêm da tiếp xúc trong khoảng 2 tuần vừa qua. Mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai tiếp nhận khám và điều trị cho từ 2 đến 5 ca viêm da tiếp xúc do côn trùng, trong đó có nhiều bệnh nhi đến khám viêm da do kiến ba khoang gây ra. Các triệu chứng viêm da tiếp xúc dị ứng do côn trùng phổ biến là nổi mẩn đỏ, sưng ngứa rát. Ngoài ra, một số người bệnh còn bị nổi mụn nước, thường gặp nhất là tổn thương dạng dải kéo dài trên vị trí côn trùng hoặc dịch tiết côn trùng tiếp xúc trên da. Lúc đầu tiên thì thấy bé xuất hiện giống như một vết cào, rồi nó sẽ giống như là mụn rộp lên. Rồi nước nó bị chảy ra tới đâu thì nó lan đi tới đó. Và em cũng mua thuốc và bôi thuốc thì nó cũng khô dần. Nhưng mà nó cũng không khỏi hẳn được. Có đi bác sĩ cũng nói là cái tình trạng này giống như là kiến ba khoang nó chết đâu. Nhiều khi mình lau lên mặt thì nó bị. Rồi cái mùa này nó cũng do một số là nhà nắm cây cối. Bé tới đây khám thì bác sĩ nói là bé bị viêm da do tiếp xúc. Và cho vừa uống và vừa thuốc bôi luôn. Không, lúc đầu thì cứ nghĩ là chỉ bị cái con gì đó bò vào thôi. Chứ không nghĩ là mới bị viêm da do tiếp xúc. Nên là đến khi ra ngoài tiệm thuốc thì bác sĩ nên kêu là nên đi bệnh viện da liễu để khám cho nó an toàn hơn. Với viêm da dị ứng do tiếp xúc côn trùng, thường giai đoạn đầu người dân sẽ tự ý sử dụng một số thuốc bôi ngoài da mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc lạm dụng thuốc mà không biết rõ công dụng dễ dẫn đến các tổn thương ở da trở nên trầm trọng hơn. Không nên tự ý đi mua các loại thuốc ở ngoài tiệm thuốc tây về bôi. Và cái việc đầu tiên mình cần xử lý đó là khi mình thấy trên da của mình có những cái tổn thương là bị đỏ, bị rát. Như vậy thì chúng ta cần phải làm sạch cái vùng tổn thương, cần tránh cào gãi, tránh chà sát cái vùng mà đang bị tổn thương. Hoặc là khi mà côn trùng nó đang tiếp xúc trên cái vùng da đó cũng không nên giết chết côn trùng tại chỗ ngay cái vùng đó. Vì nếu mà chúng ta giết chết tại chỗ như vậy vô tình làm cái dịch tiết của côn trùng nó sẽ tổn thương và nó thấm nhập sâu hơn vào trên bề mặt da, từ đó thì nó sẽ làm cho cái vị trí tổn thương nó có thể nặng hơn. Bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng có thể gây thành dịch, đặc biệt vào tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Viêm da do kiến ba khoang hay côn trùng thường khỏi nhanh trong vòng một tuần nếu xử trí đúng cách, tuyệt đối không nên đắp lá cây hoặc tự ý bôi thuốc vào theo quan niệm dân gian để tránh bị nhiễm trùng và sẹo. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, chúng ta có thể thấy là bệnh viêm da tiếp xúc thì thường xảy ra vào tháng 6 cho đến tháng 10 hàng năm và mùa mưa lũ cũng như là giao mùa và đặc biệt là sau thu hoạch nữa. Vậy thì tại sao lại có lý do như vậy? Dạ vâng, theo thống kê của các phòng khám hoặc là các bệnh viện da liễu trong thời gian gần đây, nhất là sau mỗi cơn mưa thì trong khoảng vài ngày đầu thì những ngày sau thì cái tỷ lệ đi khám do các vấn đề viêm da, trong đó có viêm da tiếp xúc đã tăng lên khá là cao. Thế thì lý do như mọi người cũng biết ngay từ lúc đầu chúng ta đã cùng trao đổi, đó là cái việc mà côn trùng gặp điều kiện thuận lợi chúng nhân lên một cách rất là nhanh chóng. Thế côn trùng nó chứa những cái gì? Khi mà côn trùng nó nhân lên một cách nhanh chóng thì côn trùng nó sống và nó tự có cái cơ chế bảo vệ là trong mỗi cái cơ thể nó có những cái túi nọc độc. Và thậm chí là ở cái đối với cả thực đó là đối với động vật, còn đối với thực vật thì nó có những cái túi phấn hoa, nó sẽ tung ra phía môi trường bên ngoài, và đó cũng khiến cái môi trường của chúng ta phong phú với cái điều kiện vi sinh vật và cái hệ động thực vật phong phú như thế. Nhưng nó cũng làm cho đây cũng chính là những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng tăng cái kích ứng của da và tăng tỷ lệ các bệnh dị ứng. Thế thì bản chất những cái nọc độc như vậy nó có thể là hóa chất, còn đối với phấn hoa thì nó có thể là những cái protein là có cái tính chất gây kích ứng và tính dị ứng rất là cao. Và do vậy cái tỷ lệ viêm da dị ứng hoặc là viêm da tiếp xúc nó tăng lên vào những cái thời điểm này.
Vâng, câu hỏi được nhiều người quan tâm đó là khi mà chúng ta bị viêm da tiếp xúc thì có những cái biểu hiện như thế nào? Và làm thế nào để chúng ta phân biệt được khi mà chúng ta bị viêm da tiếp xúc so với những cái bệnh viêm da thông thường hay là bệnh zona thần kinh? Bởi nhiều người cũng chia sẻ rằng là những cái biểu hiện của nó cũng khá là tương đồng nhau, phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Viêm da tiếp xúc thì thông thường nếu mà chỉ sau mỗi mùa mưa lũ thì nó biểu hiện khá là nhẹ cho đến mức độ vừa thôi. Thế còn thông thường những cái biểu hiện như là zona thần kinh thì thường với mức độ vừa cho tới rất là nặng, là khiến cho người bệnh cảm thấy rất là khó chịu. Những người bệnh có biểu hiện zona thần kinh thường họ bao giờ họ cũng đau tại vị trí mà xuất hiện các phòng nước. Và đặc trưng nữa của cái vấn đề zona thần kinh đó là nó có những cái đám mụn li ti tập trung lại thành từng đám, và thường nó liên quan đến cái đường đi của dây thần kinh. Và chính những cái mà thông thường những cái biểu hiện này phân biệt phần lớn là bởi các bác sĩ chuyên khoa, có thể là chuyên khoa da liễu hoặc là chuyên khoa truyền nhiễm hoặc là các bác sĩ đa khoa. Thế thì cái việc mà người dân đôi khi chúng ta việc nhầm lẫn giữa các loại viêm da với nhau là điều rất là dễ hiểu, vì chúng ta không phải là những người làm chuyên ngành, chúng ta rất là khó phân biệt các loại tổn thương. Thế thì làm thế nào khi chúng ta xuất hiện các viêm da vào mùa mưa này, thì điều khuyên từ các nhân viên y tế của chúng tôi đó là người bệnh nên phải dựa vào cái tiền sử của mình. Nếu tiền sử trước đó mình đã từng có các loại viêm da, thậm chí là những cái tình trạng viêm da phức tạp và phải thường xuyên đến các phòng khám da liễu, thì chúng ta không nên chủ quan, không nên tự ý xử lý ở nhà, mà chúng ta nên gặp bác sĩ chuyên khoa riêng của mình. Còn đối với những người dân thông thường, bình thường rất là khỏe mạnh, có một làn da tương đối được coi là khỏe mạnh, thì chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc đó là làm sạch, giữ sạch môi trường xung quanh là điều cần thiết. Dạ vâng ạ. Và có thể thấy là khi mà bệnh viêm da tiếp xúc thì chúng ta thường thấy là da sẽ bị tiếp xúc vào những cái độc tố của những cái con côn trùng. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là những cái đối tượng nào thì thường hay phải gặp phải cái căn bệnh này, và các cái biện pháp chúng ta có thể phòng trừ là gì ạ? Dạ vâng. Những cái đối tượng nào hay gặp thì chúng ta biết là cái vấn đề viêm da do côn trùng nói riêng và những cái vấn đề viêm da tiếp xúc liên quan đến mùa mưa lũ nói chung, thì đầu tiên là chúng ta phải xuất hiện ở những nơi có những cái con côn trùng, những cái con vi sinh vật đấy nhiều, thì thông thường là những nơi ô nhiễm. Những nơi ô nhiễm là những nơi vi sinh vật phát triển rất là nhiều, hoặc những vùng nông thôn. Những vùng nông thôn thì vào mùa mưa thì sau mỗi mùa màng thì nó là cái nơi có vừa có độ ẩm, vừa có rất là nhiều thức ăn phong phú, vì chúng ta là nơi là nền văn minh lúa nước, vì chúng ta có cái hệ vi sinh phát triển sau mỗi cái ruộng đồng nó rất là nhiều. Và như vậy thì những cái côn trùng ví dụ như kiến ba khoang, ví dụ như là những con bướm, ví dụ là những cái con mà những cái con người ta gọi là con bọ thiêu thân ý, nó có rất là nhiều ở các quanh các khu vực thiêu thân, và mỗi mùa mưa thì những cái con này nó nhân lên nhanh chóng vì đây là mùa sinh sản của chúng. Thế thì khi mà chúng nhân lên nhanh chóng thì những cái bụi phấn ở trên cơ thể của chúng có điều kiện phát tán, vì chúng nó rất là nhẹ, nó phát tán theo gió theo trong không khí với những cái bán kính rất là xa, và do vậy với những cái vùng gọi là những cái vùng dân cư mới hoặc là những cái vùng nông thôn thì có cái tỷ lệ viêm da tiếp xúc khá là nhiều. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta không có cơ địa dị ứng thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt được các triệu chứng này, đó là chúng ta có thể rửa sạch nó, chẳng may bay vào mắt thì chúng ta có thể sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ liên tục vào để chúng ta loại bỏ các cái chất bụi hoặc là các cái gọi là cái bụi phấn hoặc là bụi trên thân của con côn trùng đó ra khỏi cái nơi mà chúng ta đang bị tổn thương. Sau đó, đối với cả nếu mà chúng ta cảm thấy đỡ rồi thì chúng ta tiếp tục nhỏ và theo dõi trong vòng 24 giờ. Còn nếu mà các tổn thương này tăng lên thì chúng ta cần phải gặp các bác sĩ chuyên khoa. Còn đối với cả những cái vùng da ngoài, tức là những cái vùng da không quá là nhạy cảm, ví dụ ở da tay, da mặt, da cổ, da thân mình, đặc biệt là da chân, mà chúng ta có tiền sử là trước đó là bình thường, thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ. Đối với các tổn thương da mà gây tổn thương thực sự, đó là nó làm viêm trợt da, dạ đỏ da, thì chúng ta có thể làm sạch bằng nước sạch tại vị trí đó. Vì chúng ta phải tìm đến những cái phương án nào chúng ta có thể áp dụng được. Sau đó chúng ta có thể nhanh chóng đến các hiệu thuốc gần nhà, chúng ta có thể sử dụng các loại dung dịch rửa, ví dụ như là nước muối sinh lý, ví dụ như là nước oxy già, ví dụ như là xanh metilen, ví dụ như là nước tím. Tất cả những cái mà dung dịch vệ sinh thông thường chúng ta có thể tự mua, tự vệ sinh ở tại nhà. Chúng ta theo dõi trong vòng vài tiếng, nếu biểu hiện viêm da giảm xuống thì chúng ta có thể tiếp tục theo dõi tại nhà. Và gần đây người ta có các bà con của chúng ta còn sử dụng các loại một số các loại lá, vì các lá chúng ta biết là cái nền y học dân gian của chúng ta nó rất là phong phú, vì cái hệ thực vật của chúng ta có rất là nhiều các loại cây cỏ khác nhau và với những cái nhiều cái vai trò chữa bệnh khác nhau. Tuy nhiên ngày nay thì lại không giống như cái thời gian trước, bởi vì chúng ta sử dụng quá nhiều hóa chất bảo vệ thực vật.
hóa chất bảo vệ thực vật mới đem lại cái mùa màng tốt tươi và đem đến những cái gọi là cái kết quả bội thu cho các mùa màng của bà con. Tuy nhiên, chính cái việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật này lại khiến cho cái việc mà ô nhiễm nước, ô nhiễm đất của chúng ta tăng lên rất là cao, và hậu quả là khi mỗi mùa mưa lũ tăng lên thì cái việc mà hóa chất này nó hòa vào nước, nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta, và trước hết đó là da, vì da chúng ta là nơi tiếp xúc với cái nước đã hòa với cả cái hóa chất bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta. Và vì thế trước đây thì chúng ta sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật không nhiều, ngày nay cái tỷ lệ sử dụng tăng lên rất là cao, thậm chí theo như tôi được biết các số liệu từ phía Bộ Nông nghiệp thì cái tỷ lệ này thậm chí tăng lên 10 đến 20 lần để chúng ta nhằm đạt cái kết quả cuối cùng của sản xuất nông nghiệp. Thế thì hậu quả ở đây, với hậu quả như vậy thì chúng ta chỉ có cách là biết cách xử lý cấp tại chỗ, và đồng thời chúng ta phải cố gắng sử dụng những cái hóa chất trong giới hạn an toàn cho phép để nó không gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta lâu dài, và trước mắt đấy chính là ảnh hưởng đến cái vấn đề da liễu của chúng ta sau mỗi mùa lũ. Mặc dù là chúng ta đã biết là những cái nguy cơ có thể xảy ra chúng ta và tình trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật chưa thể giảm ngay được, thì bà con có một số biện pháp làm có thể giảm được cái mức độ viêm da tiếp xúc do vấn đề ô nhiễm mà tạm thời chúng ta chưa thể khống chế ngay được. Đó là bà con hãy đi ủng hoặc là sử dụng các loại bao tay bằng ni lông để hạn chế cái việc mà da chúng ta tiếp xúc trực tiếp với cả những nguồn ô nhiễm này trong quá trình chúng ta lao động hoặc trong những ngày mưa lũ mà chúng ta chưa thể xử lý được cái tình trạng ô nhiễm. Cái việc này sẽ giúp cho da chúng ta tránh xa được những nguồn mà có chứa các loại vi sinh vật mà gây ra cái tình trạng viêm da của chúng ta. Còn đối với cả các loại côn trùng khác, ví dụ như là bướm, kiến ba khoang hay là các loại thiêu thân mà có những các loại bụi phấn có thể gây ra các tình trạng dị ứng, thì chúng ta có thể sử dụng bằng các loại lưới để hạn chế cái việc mà phát tán của các loại côn trùng này ra những môi trường xung quanh với diện tích càng hẹp càng tốt. Ngoài ra, vào mùa mưa lũ thì do cái việc mà nước thay đổi lên xuống do vấn đề mưa lũ và cái độ ẩm cũng thay đổi rất là thất thường, thì bà con phải cần chú ý những cái viêm da khác ngoài viêm da tiếp xúc, đó là các bệnh viêm da do các vi khuẩn, ví dụ như là ghẻ, ví dụ như là các loại liên cầu, các loại tụ cầu. Khi mà mùa mưa lũ xảy ra thì các loại vi khuẩn này gặp điều kiện được phát tán ra với diện tích rất là nhiều. Và đôi khi và vấn đề xử lý môi trường sau mỗi mùa mưa lũ lại là vấn đề mà chúng ta chưa thể xử lý ngay do các hậu quả khác liên quan đến con người, liên quan đến tình trạng tổn thất về cơ sở vật chất hay là tổn thất về mùa màng mà chúng ta quên mất xử lý vấn đề môi trường, thì chúng ta lại bị ảnh hưởng trực tiếp từ những cái vấn đề này. Vâng, vừa rồi qua những chia sẻ của bác sĩ Mai Anh thì chúng ta đã có rất nhiều những cái thông tin về việc là xử lý tại chỗ cũng như là nên đi thăm khám khi mà cái trường hợp bị viêm da nó trở nên nguy hiểm hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng tôi thì cũng đã chia sẻ phần đầu chương trình rồi, hiện tại thì cũng đang có rất nhiều những cái bài thuốc dân gian mà bà con sử dụng, hay là thậm chí là những cái lang băm, những cái bài thuốc mà mọi người truyền miệng nhau thôi. Và đôi khi là chính những cái bài thuốc mà không có cái cơ sở khoa học đó thì gây nên cái triệu chứng làm nó nặng hơn. Vâng. Thì bác sĩ có lời khuyên nào tới người dân khi mà gặp phải những cái tình trạng bị viêm da như vậy? Dạ vâng. Lời khuyên của chúng tôi đấy là đầu tiên chúng ta biết xử lý ấy đúng cách theo những gì mà chúng ta đã trao đổi từ trước. Vấn đề thứ hai, khi chúng ta cần sử dụng thuốc thì chúng ta cũng phải biết rằng là có những ông lang bà lang, có những bài thuốc người ta đã được truyền qua rất là nhiều đời rồi. Thì thông thường Bộ Y tế của chúng ta cũng đã chấp nhận những cái việc bài thuốc này được cho phép, được cấp phép, tức là được theo đúng pháp luật với những cái công thức mà nó đem lại lợi ích cho người dân của mình. Vì vậy khi chúng ta theo các ông lang bà lang hoặc là theo các bác sĩ thì chúng ta phải có các thành phần thuốc rõ ràng để chúng ta có thể kiểm soát được cái tình trạng dị ứng có xảy ra hay không. Vấn đề thứ hai, khi mà chúng ta sử dụng các bài thuốc có nguồn gốc rõ ràng thì chúng ta sẽ biết rằng là các cái cây thuốc nam hay cây thuốc bắc đó nó có được đảm bảo vấn đề sử dụng các nó không bị nhiễm bẩn bởi với môi trường, bởi vì chúng ta biết rằng là các cây thuốc nó cũng được trồng dưới đất, dưới nước. Nếu ô nhiễm đất và ô nhiễm nước thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính cái cây thuốc đấy và cái người ta sử dụng. Đôi khi người ta không biết. Có những trường hợp chúng tôi là những em bé sơ sinh khi đến viện khám toàn là sử dụng và sử dụng những cái gọi là những cái phương pháp dân gian cổ truyền, ví dụ như là tắm nước lá xài đất này, tắm nước lá khế này, nhưng mà
xin nhà hàng xóm thì lại vừa đem một cái bình xịt thuốc trừ sâu vừa từ từ ruộng ngoài vào. Và vì ở cái cây đó nó có những cái con côn trùng, họ xịt vào để giảm bớt lượng côn trùng, nhưng họ không biết rằng cái thời gian cần phải dừng bao nhiêu cái thuốc đấy sau khi xịt thì mới được phép dùng cho người bệnh. Và các hóa chất này tác động rất là mạnh mẽ đối với cả những cái làn da non nớt của em bé. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận khi chúng ta đang đồng thời sử dụng rất nhiều các loại hóa chất trong cuộc sống hàng ngày. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Mai Anh. Vâng, thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng là sau những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Mai Anh thì quý vị khán giả đã có thêm cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm để có thể là xử lý khi gia đình mình có người thân bị viêm da tiếp xúc. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Mai Anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, và tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với tiểu mục đặc sản OCOP. Thưa quý vị, nhắc tới Sóc Trăng, chúng ta không thể không nhắc tới ẩm thực đặc sắc phong phú với bánh pía, lạp xưởng, bún nước lèo. Đặc biệt đây cũng là quê hương của nhiều loại mắm được chế biến từ những loại cá của từng địa phương, mang đậm chất thôn quê như là mắm cá lóc, cá sặc hay là cá linh, cá tép. Vâng ạ, và đó chính là mắm cá rô không xương ở ngã năm được trộn sẵn, một món ăn không thể nào quên khi mà về nơi đây. Và cứ đến mùa nước nổi thì người dân sẽ thu hoạch hàng trăm tấn cá đồng, cá được làm mắm dần dần mở rộng thị trường tiêu thụ. Và để thuận lợi trong việc tiêu thụ hàng hóa thì các cơ sở cũng như là chủ chế biến mắm đã đăng ký chất lượng sản phẩm cũng như là chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu, cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đấy ạ. Vâng, với tiềm năng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên, thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng phát triển thành công các sản phẩm đặc trưng thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với 18 sản phẩm đạt 3 sao trở lên và hơn 40 sản phẩm tiềm năng. Trong đó nhiều sản phẩm OCOP đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay sản phẩm mắm cá rô không xương ở Ngã Năm cũng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Sóc Trăng. Mắm cá rô ở Ngã Năm là loại mắm được làm từ cá rô đồng tại địa phương. Để làm ra được sản phẩm mắm không xương thì phải chọn loại cá lớn, vừa và còn sống, đảm bảo độ ngon, béo. Cũng như cách làm các loại mắm khác, đầu tiên đem cá đi rửa sạch, cắt đầu, lấy ruột và chỉ máu đem bỏ, rửa lại bằng nước muối loãng để ráo. Sau đó lấy một cái thau lớn bỏ cá vào, cho thêm ít rượu trắng, muối, đường, bột ngọt, rồi cho vào keo đậy ủ trong 60 ngày. Công đoạn làm mắm cá rô rất công phu và có những cách làm khác nhau, nhưng đều cần phải có đối với mắm là tính và đường mía để mắm có vị thơm và độ sệt. Đến thời điểm nhất định, cá sẽ lên men, sau đó mới tiến hành ướp gia vị gồm tím đường, tỏi, ớt, dường cho bữa ăn rồi mới đóng gói và sử dụng. Với giá bán khoảng 65.000 đến 80.000 đồng một kg, từ món ăn dân dã trong mỗi gia đình, hiện nay mắm cá rô không xương Ngã Năm đã trở thành đặc sản và là sinh kế của nhiều người dân địa phương. Vâng, thưa quý vị, và mùa làm mắm ở nơi đây thì bắt đầu vào mùa nước nổi, tức là khoảng vào tháng 9 cho đến tháng 11. Đến khi con nước rút dần thì lượng cá không còn nhiều và người dân sẽ chuẩn bị vào vụ mới. Vụ lúa mới cũng là lúc kết thúc mùa làm mắm cá rô đồng không xương. Và mỗi năm thì một cơ sở làm mắm cá rô đồng không xương tại thị xã Ngã Năm sẽ làm đến vài tấn mắm. Nhưng ngày nay thì nguồn nguyên liệu cá rô đồng ngày một ít dần. Và để có đủ nguyên liệu thì các cơ sở sản xuất sẽ phải tiến hành thu mua ở các địa phương lân cận và mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường đấy. Vâng, và dù không nổi tiếng như là xứ mắm Châu Đốc, nhưng nghề làm mắm ở Ngã Năm vẫn tạo được danh tiếng riêng trên thị trường. Hy vọng với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng của những người làm nghề, hương vị mắm nơi đây sẽ còn đi xa và phát triển. Tới đây chương trình Nông thôn ngày mới cũng xin phép được khép lại với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, ngày nay thì những loài chim trong tự nhiên càng trở nên quý hiếm khi chúng đã phải chịu sự biến đổi bất thường của thời tiết và sự săn bắn của con người ngày càng nhiều. Vậy mà hiện nay thì có một ngôi chùa ở Kiên Giang đang kêu mang cũng như là nơi ngụ trú của một số các loài chim vạc đến hàng ngàn con đấy ạ. Vâng, và được biết rằng là đàn chim vạc đã đến đây sinh sống hơn 2 thập kỷ qua rồi. Đặc biệt mỗi tối khi nhà chùa tụng kinh thì có con vạc vào đậu trên chánh điện để nghe kinh. Ngôi chùa đặc biệt ấy là chùa Đông Lây Sirivansa, hay còn gọi là chùa Đường Xuồng Mới, ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang, với bề dày lịch sử hơn 100 năm. Theo sư Tad Thomas cho biết, đàn vạc về chùa sinh sống đã hơn 20 năm trước đây, khi chùa còn chưa trùng tu xong. Chúng sống tại khuôn viên chùa Đường Xuồng cũ,
khi vị sư cả đời về đây làm chánh điện, chúng bay theo ông ấy và ở lại cho đến tận ngày nay. Ban đầu khi mới đến, đàn vạc đến đây chỉ vài chục con, sau vài ngày rồi bay đi, nhưng dần dà thấy đây là nơi nương náu an toàn thì số lượng vạc đến đây sống càng nhiều. Ở quanh năm suốt tháng vậy đó, tới khi mà nó cũng đi, nó đi ô minh đó, nó đi chỗ kiếm có cá có gì đó, rồi nó đi lâu nó lại về, nhưng mà nó đi không có hết, nó chỉ đi số nào thôi. Được biết loài vạc sinh sống ở đây là vạc trắng, kích thước khá lớn, có con nặng đến 4 kg, sải cánh rộng khoảng 50 cm. Ngoài vạc còn có cả chim còng cọc đến cộng sinh. Trong số chim chóc sống tại đây có một con vạc rất thích nghe kinh, khi đi kiếm ăn về thích đậu trên chánh điện, nghe các sư đọc kinh rồi đậu trên đó ngủ tới sáng thì bay đi. Sự xuất hiện của đàn chim gây tò mò và hiếu kỳ cho nhiều người. Khoảng 6-7 năm trước, có rất nhiều người đến xem đàn vạc, khiến ngôi chùa ngày càng trở nên nổi tiếng. Vâng thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Và phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.